Thưa quý vị, một thông tin rất nổi bật, nhà chức trách Thái Lan hôm qua phát hiện 6 người tử vong trong khách sạn ở Bangkok. Các nạn nhân được xác định gồm 4 người Việt và 2 người Mỹ gốc Việt. Theo cảnh sát Thái Lan, 3 người phụ nữ và 3 nam giới được tìm thấy trong một căn phòng và không có dấu hiệu ẩu đả. Hành lý của họ đã được đóng gói và dường như họ đang chuẩn bị trả phòng. Khám nghiệm sơ bộ tại hiện trường đã phát hiện chất độc. Cảnh sát Bangkok đang tìm kiếm một người có liên quan đến sự việc. Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin đã tới hiện trường vào khoảng 21 giờ tối qua và sau đó mở cuộc họp báo. Ông Thavisin đã yêu cầu khẩn trương điều tra vụ việc này. Ngay sau khi nhận được thông tin liên quan đến vụ việc, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng cùng cán bộ Đại sứ quán đã đến hiện trường và đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Thái Lan, các đơn vị liên quan của Bộ Ngoại giao Việt Nam theo dõi sát sao vụ việc, làm rõ thông tin, xác định nhân thân của các nạn nhân, sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết. Thông tin từ Trung Đông, Liên Hiệp Quốc sẽ bắt đầu chuyển thêm xe bọc thép và thiết bị bảo vệ cá nhân dành cho các hoạt động viện trợ nhân đạo ở dải Gaza sau khi được chính quyền Israel tạo điều kiện. Phó điều phối nhân đạo cho giải Gaza và bờ Tây, ông Scott Anderson cho biết, việc Israel tạo điều kiện để Liên Hợp Quốc chuyển thiết bị cho hoạt động nhân đạo ở Gaza là nhằm phản hồi bức thư được Liên Hợp Quốc gửi tới nước này vào tháng trước, trong đó nhấn mạnh việc đảm bảo sự an toàn của người dân và an ninh ở giải Gaza. Thiết bị chúng tôi yêu cầu là xe bọc thép, thiết bị bảo vệ cá nhân, cũng như một số thiết bị liên lạc như bộ đàm cầm tay và những thứ tương tự. Liên Hợp Quốc cũng đang thảo luận với Israel về yêu cầu tiếp cận mạng Internet ổn định. Liên Hợp Quốc từ lâu đã đề cập về những trở ngại trong việc vận chuyển hàng viện trợ vào Gaza khi Israel kiểm tra và phê duyệt tất cả các xe tải ra vào, đồng thời cho biết họ cũng đang gặp khó khăn trong việc phân phối viện trợ trong bối cảnh xung đột leo thang. Tổ chức này không muốn các hoạt động thông tin liên lạc phụ thuộc vào tháp điện thoại di động vì chúng không đáng tin cậy. Tuy nhiên, chính quyền Israel lo ngại Hamas có thể gây ra một đe dọa an ninh nếu truy cập được dịch vụ Internet vệ tinh. Thưa quý vị, bà Roberta Metsola đã tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai trong cuộc bầu cử Chủ tịch Nghị viện châu Âu sau khi phiên họp Nghị viện khóa mới khai mạc tại Pháp. Trong vòng bỏ phiếu đầu tiên, bà Roberta Metsola giành được 562 phiếu bầu tại Nghị viện châu Âu gồm 720 ghế, qua đó giành được đa số phiếu cần thiết. Bà Metsola, 45 tuổi, thuộc Đảng Dân dân châu Âu Trung hữu, sẽ giữ chức Chủ tịch cơ quan lập pháp này thêm 2 năm rưỡi nữa. Chiến thắng này đưa bà Metsola trở thành nữ chính khách đầu tiên đắc cử vị trí đứng đầu Nghị viện châu Âu nhiệm kỳ thứ hai. Một diễn biến chính trường tại nước Pháp. Các đảng phái ở Pháp đã có những ý kiến bất đồng trong vấn đề lựa chọn chính khách làm thủ tướng. 3 trong số 4 đảng trong liên minh cánh tả mặt trận Bình Dân Mới dẫn đầu trong cuộc bầu cử quốc hội Pháp đã thống nhất đề xuất một nhà ngoại giao làm thủ tướng. Tuy nhiên, phe tả trong liên minh này có khả năng sẽ không chấp nhận đề xuất trên. Theo kế hoạch, Thủ tướng Gabriel Attal sẽ đệ đơn từ chức lên Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong vài ngày tới. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có thể phải yêu cầu ông Attal tiếp tục ở lại trong thời gian Pháp đăng cai Olympic Paris. Cục khí tượng Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp với mưa lớn lên cấp 2, mức gần cao nhất trong 4 cấp. Quyết định này được đưa ra sau khi có các dự báo mưa xối xả sẽ tấn công nhiều địa phương ở nước này. Cục khí tượng Trung Quốc yêu cầu các cơ quan khí tượng cấp tỉnh ở Hà Nam, Sơn Đông, Giang Tô, An Huy và Tứ Xuyên kích hoạt các phản ứng khẩn cấp tương ứng dựa trên tình hình thực tế. Theo dự báo, từ ngày 17 cho đến ngày 18 tháng 7, mưa lớn sẽ xảy ra ở nhiều khu vực thuộc các tỉnh Tứ Xuyên, Hà Nam, Sơn Đông, Giang Tô và An Huy. Một số nơi mưa rất to, kèm theo thời tiết đối lưu mạnh như dông lốc hay là có gió giật mạnh, có nơi lượng mưa lên tới 250 cho đến 300mm. Dông lốc trên cấp 10, sức gió mạnh nhất lên tới trên cấp 11. Công viên Disneyland ở Paris, Pháp đã phá kỷ lục thế giới khi sử dụng hơn 1.500 thiết bị bay không người lái cho màn trình diễn ánh sáng tái hiện hình ảnh chú chuột Mickey trên bầu trời đêm. Kỷ lục Guinness thế giới về màn trình diễn trên không lớn nhất sử dụng thiết bị bay không người lái về một nhân vật hư cấu đã chứng kiến 1.571 thiết bị bay tạo hình đầu chuột Mickey 3 màu khổng lồ. Buổi biểu diễn kéo dài 12 phút, kết hợp giữa pháo hoa, ánh sáng và trình diễn máy bay không người lái. Màn trình diễn tái hiện các nhân vật trong bộ phim của Walt Disney Animation Studio và Pixar Animation Studio như Người đẹp và Quái vật và Người đẹp ngủ trong rừng, cũng như các địa danh của Paris như Tháp Eiffel và Nhà thờ Đức Bà. Disneyland Paris lần đầu tiên mở cửa vào tháng 4 năm 1992 và đã đón hơn 375 triệu lượt khách tham quan kể từ khi khai trương.